mình đặt lên giữ đi một chút xíu, đó mình thả xuống nha. Đây chị thấy bột rất là mịn và dẻo ha. Rồi, mình vuốt xuống nhẹ thôi nha. Lâu quá em like, em không biết em like được như hồi xưa không nữa. Mấy nay đang tập trung hết thời gian để mình pha bột nha anh chị nha, nên là nó có gì anh chị nhắn tin cho em á mà không thấy em trả lời thì cứ inbox cho Jay nha. Hello Vy. qua liền. Hello Vy. Hello anh chị em nha. Đây, mình cứ từ từ thôi, nói chung mà không gấp ha anh chị ha. Đây. Anh chị thấy sao ạ? Đây là cái cọ của bên mình nha. Cây cọ của tre luôn, nhưng mà nó bị dính liquid á, nó bị chóc hết rồi. Anh chị nào cần thì cứ inbox cho em nha, cứ inbox cho em hoặc tre nha. Đây, rất là đẹp ha. Mình đắp thôi thì mình đỡ dũa nha anh chị nha. Ok nha Vy nha, ok nha. Đó, cái màu này là màu light pink nha anh chị nha. Đó. Thì mình đắp đơn giản thôi, màu rất là dễ đắp, màu dẻo đẹp, không chảy nha anh chị nha. Lâu quá em không livestream nên là nó hơi rung nha anh chị nha, anh chị thông cảm đi nha. Đây, thì mình đắp ngang cũng được mà đắp dọc cũng được. Thường thì đa số thì mấy cái móng tay mà ngắn nhỏ như thế này á, mấy cái móng tay mà nhỏ như thế này thì em để ngang là em để im một chút xíu đó. Em chuối cái tay xuống, em đẩy cái bột lên nè. Đó, em đẩy lên critical cho nó tròn thì là tròn nha. Rồi, em đưa nó xuống nha. Đây, mình đưa nó xuống nè. Mình vuốt nhẹ cho nó đủ, nó đủ hai bên khóe nha. Bắt đầu mình vuốt xuống nè. Cọ rất là mịn nha anh chị nha, cọ rất là êm, nhưng mà nó đủ độ cứng cho anh chị đắp ống dài nha. Đây, cứ từ từ nha anh chị. Sorry anh chị nha, cái mới bị dính Covid xong nên là nó hơi đau họng chút xíu. Ok, đây anh chị ha. Em trai lâu quá. Dạ em khỏe anh. Khỏe không? Khỏe không Trương Tường? Đó, rất là đẹp ha. Đây, màu rất là đẹp, dễ đắp nha anh chị nha. Đơn giản nhẹ nhàng nha. Màu thì màu này thì màu pink, light pink. Ôi, chị đâu đây? Trời, nãy điện không thấy, không thấy con máy. Ủa, nay nghỉ luôn à? Mới đi sửa xe. Ờ, hôm qua nghỉ, hôm nay nghỉ nữa. Nó chạy mất dép đó chứ, ở cái này hai cho liền. Ok, tiếp tục nha anh chị nha. Đây, mình đắp thẳng nha anh chị nha, mình không đắp méo nữa, mình đắp thẳng cho anh chị xem nha. Nhưng mà thường thường á, anh chị nào mà đắp cọ bè á, thì mình nên để thẳng vậy. Đó, đây mình sẽ tém nhẹ vô nha. Mình giữ cho cái bột nó đều đã, rồi mình hãy quét nha anh chị nha. Đó, mình giữ cho hai bên hông nó đều đã. Đây mình quét xuống nha. Mình vuốt xuống nè, đây anh chị thấy ha. Nó hơi lên một chút xíu thì mình vuốt ra. Đó. Rồi, mình vuốt bên hông. Bên hông tém vô. Thì ví dụ như anh chị á, mà thấy thường thường á, mình dũa xếp rất là nhiều đúng không? Mình dũa hai bên hông rất là nhiều. Thì anh chị nhớ nha, lấy cái thân cỏ á, anh chị tém hai bên hông thẳng xuống nè. Thì anh chị đỡ phải dũa cái xếp ở giữa nha. Đây. Màu đẹp không anh? Thank you anh. Màu pink nha anh chị nha. Đây. Cái này thì em mới mix mới mix hôm qua, mới xong hôm qua.
đó, cho anh chị thấy nó rõ hơn chút xíu ha. Đó, rất là dễ đắp. Cọ này là cũng là cọ mới của em nha anh chị nha. Cọ này thì cọ mới, lông mới, cọ mới. Thì mình thấy cái nào lỗi thì mình chỉnh sửa thêm một xíu cho nó hoàn thiện hơn nha anh chị nha. Đó, ok. Ok, anh nào cần đồ supply thì cứ inbox cho Jay giúp em nha. Hoặc là liên hệ với số điện thoại là 405-404-5959 nha. Đó. Rồi, tiếp tục nha. Này em mất tương tác quá, em sẽ like lại để lấy tương tác lại cho với anh chị em nha. Thì anh chị nào mà nhắn tin chưa thấy em trả lời thì anh chị thông cảm nha. Anh chị nhắn tin qua cái số điện thoại mà em mới đọc đó. Tại vì mấy này em đang cố gắng để pha cho nó xong bột đó, để em ra, chứ anh chị em đợi lâu quá rồi. À, đây bột rất là dễ đắp ha anh chị ha, thấy rất là dẻo nè, vuốt nhẹ nè, vuốt nhẹ xuống nè, đây anh chị sẽ thấy ha. Thì tối nay không dám hứa chắc với anh chị, nhưng mà tối nay em sẽ làm một cái video để hướng dẫn cho anh chị về cái cách sử dụng cọ nè, cái cách mình bóp cọ hay bấm cọ đó. Thì em sẽ làm một cái video để hướng dẫn cho anh chị mà cọ mà khi mà mình mua của ai đó mình chưa có bấm cọ đó, thì em sẽ hướng dẫn cho anh chị ha. Em sẽ hướng dẫn cho anh chị cái một là cái cách bấm, hai là cái cách mình đắp mình không có cần bấm cọ đó nha. Hello anh Jimmy, how are you, anh khỏe không? Lẹ lẹ đi rồi, đi cái đầu này đi thằng quỷ. Thì khi mà anh chị để ý nha, cái màu nè, cái màu này thì lúc mà em bỏ lên đó em sẽ để nó lâu một chút xíu nha anh chị nha. Đây thì ví dụ như cái ngón này em sẽ đặt, em giữ im một chút xíu nè. Đây em sẽ đặt, em sẽ giữ im một chút xíu đó, để cho nó nhão cái bột, nó dẻo cái bột, xong bắt đầu em mới dùng cái thân cọ em ép lên, cái mũi cọ em ép lên, em đẩy ra cho nó tròn hết cuticle hai bên hông nè, đó ép vô rồi xong thì bắt đầu mình sẽ vuốt xuống cho nó đều nha. Mình vuốt xuống mình đừng có vuốt cái mũi cọ không, mà mình vuốt sẽ vuốt cái theo cái thân nữa nha anh chị nha. Đây mình vuốt xuống, mình dùng cái thân mình tém nó vô nè, tém nó vô nè, tém nó vô giữa nha anh chị nha. Thì mình nhìn cái móng của mình nó sẽ thon hơn nè. Đây mình cứ vuốt, mình tém vô giữa nha, đó mình tém vô nè, tém vừa thôi chứ không phải là quất một phát tém qua luôn chết luôn á. Đây đó, không dám hứa chắc với anh chị, nhưng mà em sẽ cố gắng, tối nay em sẽ ráng em làm một cái video để làm hướng dẫn cho anh chị cái cách mà mình mua cọ của ai đó mà chưa có bấm, hoặc là cọ những cái cọ nào mà không cần thiết bấm đó, em sẽ chỉ cho anh chị cái cách đó. Đây anh chị thấy ha, nè đó, mình đắp là nó ra sẵn cái shape rồi anh chị ha, mình không có cần phải vuốt nhiều nữa đó. Này xong, ok cái màu này anh chị ha, cái màu này đó, ở ngoài thì nó sẽ pink hơn nha, ở trong cái livestream này á nó nhìn nó trắng hơn này. Mình đừng có vuốt ngay chỗ này ha, mình giữ lại, nếu mà ngay chỗ này nó bầu á, anh chị thấy nó bầu nè ha, anh chị vuốt nhẹ nó xuống như thế này. Đây đó, anh chị sẽ thấy nó rất là thon ở khúc này ha. Đây rồi mình bắt đầu mình giữa cái phần dưới này thì mình ép nó lên như thế này, mình ép nhẹ nó lên ha. Mình ép thì mình ép cái phần đầu này là đa số nè, tại mình khi mà mình vuốt bột á mình không có vuốt được cái phần này nhiều đâu, tại vì nếu mà mình tém vô quá thì nó rất là mỏng ha. Mình ép nó lên, đây mình ép nó lên như thế này, mình giữa xuống đó. Rồi anh chị sẽ thấy nè, đó nó rất là thẳng ha. Bên đây cũng vậy, mình ép nó, thì ví dụ như cái phần này bầu thì mình cũng làm giống như ở bên kia ha. Mình tém nhẹ, mình đi nhẹ nó như thế này, xong mình ép nó vô đó, rồi mình vuốt dưới cho nó thẳng, nhìn cái móng cho nó thon nha. Đó. Cái quan trọng là anh chị đắp bột nha anh chị nha. Thật sự là mấy cái những cái này thì cái quan trọng là anh chị đắp bột. Nếu mà anh chị đắp bột không đẹp á thì anh chị sẽ vuốt như thế này nè, đó nó rất là cực. Anh chị sẽ vuốt cái phần đầu móng như thế này, nó rất là lâu và nó rất là cực cho cái tay của anh chị nha. Những cái anh chị nào mà tay yếu chân mềm rồi đó, vuốt cực lắm. Đàn ông như tụi em thì còn được, chứ còn phụ nữ mà vũ kiểu đó chết á. Nên là mình phải nâng niu từ lúc đầu nha anh chị nha.
Hello, hello, anh chị. Tối nay em sẽ để cái hũ ở đây đi cho mọi người biết nha. Mình chưa có ra đâu, mình chưa có bán đâu, nhưng mà mình để thôi. Mình mới có test màu thôi, mình thử màu thôi nha anh chị nha. Nên là chưa có bán. Đây, như mấy cái móng này cũng vậy. Mình sẽ tém, nó bầu quá mình sẽ tém vô nha. À, mấy màu tôi mới pha đó. Mấy cái màu mình mới pha mình để xong lên. Màu đỏ hồng á. Nó đông đẹp lắm. Màu đó đẹp lắm. Nhưng mà chưa có khách để thử. Đó anh chị ha. Nói chung là dũa cái này thì nó đơn giản thôi, nó không có cầu kỳ. Nếu mà anh chị kỹ hơn á thì anh chị sẽ dũa như thế này. Ha, nếu mà anh chị kỹ. Còn em thì em không có cần kỹ cái đó, mình chỉ tém hai bên hông vô. Xíu nữa mình sẽ dùng cái dũa mịn á, mình sẽ chạy cho nó đều nha. Đẹp rồi, dũa hoài, trời ơi sao đẹp bằng anh Viễn được, anh nói làm sao chứ, anh nay là anh bro rồi, nay là anh làm idol của em rồi đó. Ừ, màu đen dễ đắp lắm. Thì màu nào là mình test thử trên tay khách, mình xem nó ok thì mình mới bán nha. À, còn cái màu nào chưa ok thì mình sẽ xem xét lại, mình phải kỹ lại một chút xíu đó. Như anh chị quay cái tay lên nha, quay cái tay nhìn này lên thì anh chị dũa theo cái hướng của mình, xong anh chị lật cái tay của nó lại, mình sẽ dũa theo cái hướng của nó, thì 50-50 thì anh chị sẽ thấy nó better. Hoặc là anh chị cứ để thẳng vậy nè, anh chị chúi xuống chút xíu. Đây, anh chị thấy nè, anh chị thấy em chúi xuống nè. Như cái ngón này nè, nó lệch nè ha. Như mình quay cái tay lại á, thì cái shape của cái tay á, nó theo cái hướng của mình nhìn. Còn như lật cái tay này lại á, thì cái hướng của nó thì ở bên đây nè, anh chị để nè, chúi cái tay xuống thì thấy ở bên đây nó cao hơn nè. Cái nào mình dũa vô. Đây, thì nó rất là thẳng ha. Đó. Đó, thì nó rất là thẳng. Mình chúi cái tay xuống thì mình sẽ thấy nó rõ hơn nha anh chị nha. Đó, như giống như dạng cái này em không biết giải thích làm sao, nhưng mà giống như kiểu mà cái bóng tối nó làm cái em nghĩ vậy thôi, cái giống như kiểu mà nó không có cái ánh sáng chiếu. Mình thấy anh chị nè, em đắp rất là sát ha. Đó, thì em chạy từ ở dưới như thế này. Đây, em chạy từ dưới như thế này. Đó, em chạy từ ở bên hông em qua bên đây thì nó theo một cái hướng bầu nha. Đó, thì khi mà anh chị dũa cái shape này á, bên hông đây với lại bên đây ép vô, còn bên đây ép vô, thì giống như mình dũa như những cái shape như thế này nè. Đây, mình sẽ chạy bầu từ ở bên đây qua bên trái nha, từ phải qua trái. Đó, mình chạy nhẹ thôi nha anh chị nha. Nhưng cái phần ở trên cuticle nè, mình chạy nhẹ thôi, mình đừng chạy mạnh. Đây, cái tay em rung rồi. Tự nhiên rung ra, lâu ngày không live stream cái nó rung ra. Chưa ăn gì nữa, dũa tới chiều đi ăn luôn. Sáng giờ chưa ăn gì hết, tới chiều rủ nghiêm đi ăn đó. Đó, anh chị sẽ thấy à, nó rất là thẳng này, thon thẳng lắm. Mình không có cần phải dùng cái dũa cây mà mình dũa trước, thì nhiều lúc ai đắp bột mà tái vào viên đây. Nghiêm lên rồi. Đấy rồi, mình không có cần phải dũa cái dũa cây trước ha, thì mình đỡ cái tốn cái thời gian của mình nha. Đó, như thế này. Đây, thì anh chị sẽ thấy nè, ở đây cái phần này nó chưa có được thẳng nè, chưa có được bầu nè. Mình sẽ chạy từ ở bên đây, mình để từ mép ở bên đây nha. Anh chị sẽ thấy nó mịn lắm nè, nó rất là mịn nè. Đây, mình đi từ ở bên đây ra qua. Đó, thì nó theo một cái hướng tròn nha, nó hướng bầu đó, thì anh chị sẽ thấy nè, nó sẽ thẳng này, nó rất là thẳng nè, chị thấy không, cái shape của nó cũng thẳng nữa. Đây đó, mình chạy theo một cái hướng bầu nha. Ví dụ như ở bên đây nó thấp hơn nè, mình lên cao xong mình chạy xuống như thế này đó, thì anh chị sẽ thấy cái shape của nó rất là đẹp ha. Mình vĩ ở đây nè, nghe mày, chạy qua tái nạm bò viên nè. Học cho giỏi đi, chị gì cho đi ăn. Đó, anh chị sẽ thấy cái cây dũa của em nó rất là mịn nha.
đây. Thì cái livestream này của em á, thì không có ý định là dạy, nhưng mà chỉ truyền đạt cho anh chị những cái cách nào mà nó better cho mình làm nail thôi ha. Đó, chứ không phải là mình theo cái hướng là để mình làm thầy để dạy học. Đây, mình sẽ chạy từ ở bên phải qua bên trái nè, theo cái hướng bầu nè. Mình đi lên từ từ nha, mình đi lên từ từ thôi. Mình feel được, giống như kiểu mà mình chạy á, mình sẽ feel được. Anh chị chạy, anh chị quen rồi, anh chị sẽ feel được nha. Đó, mình đi từ từ nhẹ lên. Đó, đây anh chị sẽ thấy nè, rất là thẳng ha, rất là bén ha. Hello anh Cường. Khỏe anh? Đâu có, trời, giờ nhiều người làm đẹp lắm. Em chỉ chia sẻ cho những anh chị nào mà chưa biết nghề hoặc là làm tay nghề yếu thôi. Mình sẽ kéo cái da nó lên nha anh chị nha. Mình đắp rất là sát nên là mình sẽ đẩy cái da nó lên nha. Nếu mà anh chị có cái sủi da thì mình sẽ lấy cái sủi da mình đẩy lên, nó sẽ đỡ đau hơn nha. Còn em thì em không có làm manicure đó, nên là em không có đồ rũ da. Đó, mình cứ chạy từ từ, mình đưa cái dũa theo cái chiều hướng của mình đó, theo cái hướng tay thuận của mình. Ví dụ như tay phải thì mình chạy từ phải qua trái luôn, mình không có cần phải dùng cái dũa cây nha. Này anh chị ha, đó, rất là sát, rất là đẹp ha, mịn màng. Hello, cái này thì anh chị sẽ để ý nè, cái này thì em đắp cái phần cuticle dày quá thì mình dũa rất là cực nha. Cái này không có live stream cái bị cà lâm ta, lâu like lại cái bị cà lâm ta, chắc chửi nhiều quá. Mình duy đâu rồi, chắc chửi nhiều quá. Đây đó, thì mình sẽ để lại như bằng vậy nè. Mình chạy giống như mình để cái dũa, mình đừng có chuối quá nha, mình để hơi thôi đó, như thế này. Xong mình chạy cho nó láng mịn đã ha. Rồi, mình đưa xuống dưới, bắt đầu mình dũa ở trên mỏng rồi mình đưa xuống dưới. Tại vì thường thường á, ở trên cái cuticle mà nó mỏng á, thì mình dễ canh hơn nha. Mình đắp nó mỏng sẵn á thì mình sẽ dễ canh hơn, còn mình đắp nó dày quá thì rất là khó. Đó, ngày mai tao phải đi làm sớm nữa nè. Chắc thì càng ngày mai nó đi đâu chơi không biết được. Hả? Còn nó muốn vô anh phát một câu chết em luôn. Ủa sao nó mờ vậy ta anh chị? Ấy sao nó mờ vậy ta? Đi mà cắm vậy? Trời, cái này đáng lý là phải thay cái bao tay. Đó, đưa lên gần gần cái nó mờ ta. Này, đây nha anh chị nha, anh chị xem cái top khớp, anh chị sẽ xem cái top của em nha. Cái top này nó không mỏng, nó hơi dày nha anh chị nha, nó hơi dày để cho nó không có bị chảy nha anh chị nha. Đây, rất là bóng nha. Sao nó mờ ta, nó mờ ta kỳ vậy nè, bị mờ ta, mặn quá ta, chết tôi luôn Vĩ ơi. Này được cái gì không, cái này được rồi, em sẽ sơn cái top nha anh chị nha. Cái này anh chị có thể đẩy lên gần sát da nhưng mà nó không có bị chảy nha anh chị nha. Rất là bóng ha. Ok luôn, cảm ơn anh chị nha, cảm ơn anh chị nhiều ủng hộ cái like của em. Đang đi làm anh Tòng ơi, nào để ghé anh Tòng làm bài trai chứ, lâu nay không nhậu thấy cũng ghiền. Mới 2 ngày luôn á. Mới 2 ngày luôn á. Con này nhiều lông vậy ta. Đập mạnh quá, rách bao rồi kìa. Nó dính vô là rách rồi, bao tay, thấy bao tay dễ rách mà.
nhẹ ra hả? Đang thất nghiệp cái gì phá nữa anh Tòng? Sao hoài đang thất nghiệp nữa chứ. Lấy nó chạy không anh Tòng? Rồi sạch sẽ. Cái lên cho anh khỏe không? Anh đang oxy em ơi. Giờ có oxy cho anh thở được không? Lấy ra giùm anh đi. Qua tay này. Đây, anh sẽ thấy ha. Đó. Đây này. Đó. Cái màu này anh chỉ thấy cái màu ha. Đơn giản thôi. Nhanh lẹ ha. Mấy cái bộ này chắc em làm chưa tới nửa tiếng xong á. Đó. Đó. Anh chỉ thấy màu rất là đẹp ha. Đó, màu pink rất là đẹp. So sweet luôn, hả? Ngọt như mấy lùi luôn.